Xin chào cô chú anh chị. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Tiên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An nha. Thì chủ gửi em bán thửa đất có diện tích là được 110 công, tức là được 11 mẫu nha cô chú anh chị. Thì mặt tiền của mình tiếp giáp với lộ đất nha. Hiện tại con lộ này thì xe máy ba gác là mình đi thoải mái luôn. Mặt tiền của nó là được 310 mét nha. Thì từ vị trí này chạy xuống tới dưới cái nhà tôn đó cô chú anh chị là 310 mét mặt tiền. Còn phía trước nữa là tiếp giáp với con kênh. Kênh này thì bề ngang là được hơn 20 mét nha. Thì ghe lúa từ khoảng 100 tấn là lưu thông. Và cái hậu của thửa đất mình, cái hậu đi sâu vào bên trong là 350 mét nha cô chú anh chị. Đất mình ở đây thì nằm trong cái diện mà đi bao. Ở đây là mình làm lúa được là 3 vụ nha. Ở đây thì làm lúa rất là trúng luôn. Thửa đất của mình thì rất là dung dứt luôn cô chú anh chị, khá là đẹp. Dùng đất này thì rất là thích hợp với cô chú anh chị mình trồng vườn, trồng cây ăn trái nha. Dùng đất này thì không bị phèn luôn. Khu này là diện đi bao, cách ở ngoài đường nhựa lớn ngoài kia chỉ khoảng là 1,5 km thôi cô chú anh chị. Cách trung tâm thị xã Kiến Tường khoảng là 10 cây. Còn mình rẽ ra trái là mình về trung tâm của huyện Vĩnh Hưng là khoảng 8 km nha. Thì tại cái vị trí này họ có đặt một cái ống bọng, cái đường mương máng để thông trực tiếp ra ngoài con kênh lớn luôn, để bơm nước trực tiếp từ ở dưới kênh lên để làm mùa đó chú anh chị. Cái giá tiền mà ở đây mình cho thuê cũng khá cao. Đất ba vụ này cho thuê là khoảng 25 triệu một mẫu nha. Đây thì mình bơm nước thì tự túc nha. Kênh này ở đây thì nước thọc quanh năm. Thì cách thành phố Hồ Chí Minh thì tầm khoảng là 110 cây. Còn thành phố Tân An và Tiền Giang khoảng 70 cây thôi cô chú anh chị. Thì từ bên cánh Đồng Tháp, Tam Nông, Hồng Ngự thì cô chú anh chị mình qua đây thì tầm khoảng là hơn 40 cây thôi, cũng khá là gần nha. Thửa đất của mình thì vuông vức luôn cô chú anh chị, rất là đẹp. Như đất mình vuông như thế này, cô chú anh chị mình có thể mình cắt mình phân chia ra cho con cái sau này, khá là thích hợp luôn. Sổ sách tới đây thì hẳn hồi nha cô chú anh chị. Hiện trạng con lộ đất này bề ngang được là khoảng là 4 mét nha. Mình có thể cải tạo lại, mình trả đất xanh thì ô tô là mình có thể mình vào được tới đây luôn. Giá thì chủ bên em đang kêu là chỉ có là 120 triệu trên một công, tức là 1 tỷ 2 một mẫu. Giá này thì chủ bên em chốt giá nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình xem đất ưng, em sẽ cho mình gặp trực tiếp chủ luôn. Mình ra mình làm việc với họ, xem họ có thể bớt sách mình được chút đỉnh nào không nha cô chú anh chị. Em báo cho cô chú anh chị mình thì cái giá thực tế của chủ đưa ra nha. Thì mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại em để trên màn hình nha.